Lễ hội Cuốn Cưng Sài Gòn 2018 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10, thu hút rất nhiều khách tham quan. Đến đây, người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng những chú chó đẹp là đắt tiền, nhiều giống chó khác nhau trên thế giới. Lễ hội là một sân chơi tập trung, chuyên nghiệp và quy mô lớn cho cộng đồng yêu thích cuốn cưng của thành phố cũng như các tỉnh lân cận, là nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nuôi dạy chó cảnh. Thì hôm nay mình đến cái cuộc thi này thì mình đem đến giống chó là Pembroke West Corgi. Thì nói chung mình cũng mới về chơi chó khoảng tầm 1 năm thôi. Nên mục đích của mình là muốn trải nghiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm nhiều trong cái đam mê này. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi như cuộc thi trình diễn thời trang dành cho cuốn cưng, diễu hành thú cưng với hai xe trượt tuyết cùng với chó Alaska, Husky hay Samoy. Giải đấu chọn chó giống, cuộc thi kiểm tra trình độ chuyên môn dành cho những người yêu thích công việc chăm sóc, làm đẹp thú cưng. Bạn này là thuộc về giống Chow Chow. Thì đặc điểm của bạn này thì nói chung là nuôi chow chow là dành cho những người nào mà giống như là họ không có quá nhiều thời gian để mà dành cho chó, để mà cùng hoạt động chung với chó, cùng cho chó đi dạo quá nhiều á, cho nên thành ra là mình chọn cái giống chow chow này. Với lại cái thứ hai nữa là tính cách của chow chow nó rất là độc lập và nó gọi là sao ta, nó rất là tự tin, nó không có quá quấn quýt với mình nhiều nhưng mà nó lại cực kỳ trung thành với mình. Cho nên mình rất là thích cái giống này. Thường xuyên chải, tắm. Rồi còn về ăn uống thì tại vì hiện tại Việt Nam mình cũng phát triển về nhiều cái dòng thức ăn cho chó. Có những cái sản phẩm nhập rất là tốt cho nên mình có thể sử dụng những cái thức ăn hạt khô đó. Ngoài ra thì mình bổ sung thêm dinh dưỡng là mình cho ăn thêm rau củ rồi này nọ. Ngoài ra có các hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm nuôi thú cưng với khoảng 40 gian hàng của những thương hiệu hàng đầu về thức ăn, spa, thú y. Du khách vào tham quan sẽ được chiêm ngưỡng và chụp hình cùng những chú chó thông minh, xinh đẹp, thân thiện. Hôm nay thì mình chó nhà mình là thuộc dòng là Alaska San. Nó bình thường chăm sóc của nó rất là cực, với lại cũng vì nó quá to nên mình cũng ít khi nào mà được đem ra đường hết á. Hôm nay thì có cái lễ hội thì mình cũng cố gắng để đem bé đến để giao lưu với mọi người. Thì nhìn chung thì dòng mình cảm thấy là dòng Alaska chăm cũng không có quá là cực. Bé nó cũng rất hiền, dễ huấn luyện. Bé đã được 1,5 tuổi. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các bạn trẻ còn có thể cho thú cưng của mình tham gia các trò chơi thể hiện trí thông minh, khéo léo như đi qua cầu, nhảy vòng. Ban đầu là mình biết qua một người bạn, bạn mình rủ mình đi, thì là mình tới đây chủ yếu để giao lưu, với lại cho bé thăm lại ba mẹ của bé. Thống kê sơ bộ, trong 2 ngày diễn ra lễ hội, thu hút hàng ngàn người yêu chó cảnh đến tham quan.